trời đất Hà Nam, đất mẹ anh hùng. Hãy cùng lắng nghe một ca khúc mang hương rất trữ tình cũng như sự hùng vĩ của quê hương đất mẹ Hà Nam. Qua những bài hát mang tên đất mẹ Hà Nam anh hùng, xin mời quý vị cùng lắng nghe. Anh đưa em về thăm quê đến từ các thương hiệu nổi tiếng của Mỹ, đó chính là JBL và Crown. Có tiền cuộc sống như tiền, không tiền như đau như điên, vì tiền mắc nợ chiên miên. Tiền xưa bỏ bên quên cầu đá vàng. Một đôi loa JBL 825. Đây là dòng loa cho lời ca cực kỳ sáng và sắc. Các bác nghe tiếng nhạc của nó rất là ngọt đúng không? Vì tiền sẽ lối sang ngang, mơ chi hãy hóa tiền vàng. Nhiều đêm bật khóc nước mắt, tình thần đâu còn nữa. Các bác nghe nhạc như thế nào? Rất vào tai đúng không? Đây là anh Phương đang sử dụng chế độ nghe nhạc. Chế độ nghe nhạc này thì tiếng chép anh Phương để nảy hơn, sắc nét hơn, lời ca sĩ trong sáng rõ ràng hơn, và tiếng bass thì mềm mại. Bộ cấu hình này còn thiết kế với một bộ súp và đẩy chuyên súp. Với chiếc súp này là bass 40 từ 220 côn 100, đó là 415 Pro. Tiếng súp rất mềm mại và chắc chắn. Buffalo 415 gọn gàng, xinh xắn, đặt đâu cũng đẹp. Với này một con đẩy chuyên súp B1000, chọn cho bác con đẩy đẹp như mới. Con này sẽ có nhiệm vụ là đánh cái quả súp này. Chúng ta có thể sử dụng cái nút cắt cốt này để chúng ta có thể cắt cái giải tần mềm mại hoặc căng tròn tùy thích. Còn nút này là nút đảo pha để chúng ta có thể đồng pha giữa loa full và loa súp. Bộ dàn máy ngày hôm nay là với một con Crown 2400. Con này thì kết hợp với loa JB thì đúng là như cậu với mợ rồi. Chỉ sợ không có tiền thôi, có tiền đầu tư Crown với JB thì quá hợp lý luôn. Với một con lọc Wheeler 777. Con lọc này thì lưu được 5 chế độ khác nhau để chúng ta có thể vừa nghe nhạc vừa hát. Đấy. Có thể lưu được 5 chế độ. Với một bộ vang số K1000 với 6 chế độ khác nhau. Chế độ nghe nhạc và các chế độ hát Eco, Eco Revert và Revert chuyên sâu. Và một bộ mic Beyer vị tím. Ok rồi. Đọc giá được các bác cậu nha. Đôi loa này đang có giá là 23.500.000 đồng.
một đôi loa 825, một con súp hơi bát 40 của Mỹ JBL 415 giá 15 triệu, một con đẩy súp có giá 5 triệu đồng, một cục đẩy Crown giá 19 triệu đồng 2004, một con lọc giá 5 triệu đồng, một con vang số K2000 giá 8 triệu đồng và một bộ mic bay vỉ tím giá của nó là 3 triệu đồng. Các bác cộng hộ em xem bộ này nó khoảng bao nhiêu tiền ạ? Chắc chắn chơi những bộ như thế này nó vừa sang, vừa hay và vừa chất. Đúng không các bác? Nghe nhạc không chơi ở đâu được. Đời người như giấc chim bao, những lời gian dối cho nhau. Chế độ 6 là chế độ nghe nhạc. Xin cảm ơn tới tất cả các bác đã theo dõi video. Và hãy liên lạc với Phương với số máy 097 198 55. Xin cảm ơn các bác rất nhiều.